tổng hợp những tình huống hài hước khó đỡ khiến người xem dở khóc dở cười. Ba thanh niên tử chế cáp treo qua sông. Hai bạn cáp vô. Ai dễ chưa tới sông á thì. Còn gì nữa đâu mà khóc vui. Cáp đứt hai ông vụn như sung. Má ơi nó đau đít. Đúng là hảo sáng chế mà. Trai tới rước, bà chị hớn hở chạy ra thì bất ngờ. Trời ơi mà. Đã được cái chiếu té sải lai, làm cả đám anh em họ đừng phen cười đau ruột. Anh nói đội tám cái quần cũng không hết nhục á trời. Còn đây ông anh chen chen làm ngã xe. Ông kia nhánh nhẩu chạy tới đỡ. Cái kết. Trời ơi. Ông phi như con ngộ không rồi trượt cái ẻm, ủi xe kia xém ngã. Đúng là pha cứu nguy đi vào lòng đất đó mà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh Tin Ba Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào.